Dạ, em xin kính chào quý anh chị. Dạ, sau đây em xin hướng dẫn cho mình cách nhập liệu dành cho công ty xây dựng. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mình cách để khai báo mình nhập tài sản cố định, công cụ dụng cụ hay là chi phí trả trước phát sinh ở trong năm làm như thế nào trên phần mềm. Thì và trong đó thì mình sẽ xem kèm theo một số cái báo cáo có liên quan đến các cái phân hệ này. Dạ, thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho anh chị trực tiếp trên phần mềm nhé. Thì trước đó thì em cũng đã hướng dẫn qua cho mình một số cái trường hợp đối với phân hệ quỹ ngân hàng và một số cái như là nhập số dư ban đầu hay là khai báo danh mục như thế nào rồi ạ. Và bây giờ tiếp theo em sẽ hướng dẫn bên bên phần là tài sản cố định, công cụ dụng cụ và chi phí trả trước trong cái dịch vụ tổng hợp ở đây nữa ạ. Dạ, thì đầu tiên để mà em sẽ hướng dẫn cho mình đối với cái phân hệ là tài sản cố định thì anh chị sẽ xếp vào bên cái phân hệ tài sản cố định này ạ. Và nếu mà tại vì ở cái ca đầu á em có hướng dẫn về cho mình cái cách để mình lập mà mình khai báo cái tài sản đầu kỳ, công cụ dụng cụ đầu kỳ và chi phí trả trước đầu kỳ thì anh chị cũng có thể là dựa theo nếu mà có phát sinh cái số đầu kỳ như thế thì anh chị có thể bấm vào phần mà khai báo tài sản cố định đầu kỳ ở đây mình sẽ khai báo tiếp theo nha anh chị. Thì cái này em đã có hướng dẫn ở cái ca đầu rồi, anh chị cũng có thể mình xem lại cái video clip trước đó. Thì ở đây là những cái mà có số dư đầu kỳ thì nó sẽ có cái số chứng từ ở bên cái tab ghi tăng ở đây ạ. Là nó có chữ OPN thì anh chị có thể theo dõi tương ứng giúp em nhé. Có chữ OPN. Và khi mà anh chị muốn ghi tăng một cái mã tài sản cố định nào và có phát sinh liên quan ở trong kỳ thì em ví dụ ở đây em có một cái máy cẩu bánh xích dành cho trong cái khoảng thời gian là ngày 11 tháng 1 bên em có mua cái cẩu bánh xích về thì ở đây anh chị sẽ lập một cái chứng từ mua cái tài sản cố định đó giống như là mình sẽ ghi nhận lên cái sổ cái, còn khi mà anh chị khai báo trên đây thì nó sẽ lên theo cái sổ tài sản của mình. Thì trước hết thì anh chị có thể lập cái chứng từ mua tài sản cố định này ở trên phân hệ quỹ ngân hàng hoặc là anh chị có thể tạo một cái mã tài sản cố định riêng để mình lập người riêng ở bên cái phần mua hàng này cũng được, hoặc là anh chị có thể sang bên cái tách tổng hợp để mình lập. Thì em ví dụ như cái em vào bên cái phần quỹ này nha, và em cũng có lập một cái liên quan đến cái sổ tài sản đó thì em sẽ bấm vào bên phần chi tiền này. Anh chị sẽ chọn cái đối tượng mà anh chị mua cái tài sản cố định đó về. Anh chị có thể chọn giúp em lý do chi khác và cái diễn giải chi này anh chị có thể đi là chi mua tài sản cố định, mua cẩu bánh xích vào ngày. Sẽ chia ra ở đây nó sẽ lấy lên phần diễn giải ở đây tương tự như thế này ạ. Anh chị sẽ định khoản tương ứng với tài khoản 211, mình sẽ tìm đến cái tài khoản cái đó là máy móc thiết bị thì anh chị sẽ chọn tương ứng là 112 và có cái tài khoản tiền mặt đó mình thanh toán bằng tiền mặt thì anh chị sẽ chọn tương ứng. Ví dụ như cái này là anh chị dành cho bên đơn vị nào, bên mình chi từ tại đơn vị nào thì có thể chọn cái loại tiền tương ứng với cái đơn vị của mình. Đây là 380 triệu. Rồi, em sẽ nhập cái số tiền ở đây. Nó sẽ có các cái khoản anh chị có muốn tập hợp theo cái công trình nào hay là đơn vị nào thì có thể chọn cái đơn vị đó giúp em nhé. Rồi, thì tiếp theo nếu mà cái khoản này anh chị có cái máy này của mình có chịu thuế anh chị có thể định khoản thêm giúp em một dòng. Thì cái phần này em có hướng dẫn đối với bên phân hệ quỹ lúc nãy em có hướng dẫn ở bên cái ca trước, anh chị cũng có thể dựa theo 1331 và có cái tài khoản 112 này 38 triệu. Dạ rồi, anh chị sẽ nhập tương ứng đây và tương tự bên cái phần thuế này nó sẽ tự động nhảy lên cái số tiền, anh chị sẽ chọn cái phần trăm và mình sẽ nhập cái số hóa đơn ở đây nha anh chị ha. Đây rồi, thì ở đây em lấy điền đầy đủ một số các thông tin và sau đó bấm kết. Thì ví dụ đây là cái máy mà anh chị vừa mua về nhé,
Đây là chi mua cái cẩu bánh xích. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ vào bên cái phân hệ tài sản cố định và mình sẽ bắt đầu ghi tăng cái mã đó. Thì anh chị sẽ bấm thêm trực tiếp ở đây hoặc có thể bấm ghi tăng ở bên góc tay trái màn hình. Nó sẽ hiển thị lên cho anh chị một cái ghi tăng và nó có các cái tab như thế này. Và bây giờ em sẽ khai báo trước ở bên phần thông tin chung. Thì số chứng từ ghi tăng này là trên phần mềm nó sẽ tự động nó mặc định cho mình theo thứ tự, thì nếu mà anh chị muốn nhập thì mình có thể nhập được nhé. Thì cái này em sẽ bỏ qua, em sẽ chọn cái này, ghi tăng của em là ngày 11 tháng 1 2018, mã tài sản đó là mày. Anh chị sẽ lưu ý giúp em những cái phần nào mà có liên quan đến cái dấu sao này thì anh chị sẽ điền đầy đủ thông tin nhé, và như đơn vị sử dụng này cũng vậy. Còn các cái phần thông tin ở phía dưới này thì anh chị muốn điền cũng được và không điền cũng được, tại vì nếu để cho mình sẽ dễ theo dõi hơn cái mã này. Nếu mình điền đầy đủ thì mình sẽ dễ theo dõi hơn. Cái đơn vị là em sẽ chọn vào trong cái dự án ngang trưa. Rồi thì tương tự như thế, anh chị sẽ chọn cái khoảng thời gian biên bản tình trạng đi tăng là mới và tình hình là hoạt động tốt. Rồi đây là cái bước tính đầu tiên. Và anh chị nếu mà cái trong trường hợp nào mà anh chị mà nó cái mã này nó không tính khấu hao thì có thể tích chọn ở đây để cho nó không ở cuối tháng của mình có thể là mình không tính khấu hao. Đây là tích vào đây thì nó sẽ không có lên cái tính khấu hao cho anh chị. Nhưng mà cái này thì em có tính thì em sẽ để trống cái phần không tính khấu hao và em sẽ sang cái bước tiếp theo là bước 2 không tính khấu hao. Thì ở đây chị sẽ kiểm tra lại tài khoản nguyên giá của mình là đúng chưa và tài khoản khấu hao là đúng chưa. Thì cái này thì nó sẽ dựa hai cái này nó sẽ dựa theo cái phần mà anh chị chọn đối với cái loại tài sản á, là nó đã tự xác định được cái tài khoản nguyên giá của mình không rồi nha anh chị. Và tiếp theo anh chị sẽ nhập cái nguyên giá của mình, cái nguyên giá là 380 triệu. Được rồi em bắt đầu thì nó cũng có cái ngày ghi tăng luôn. Thì cái này em sẽ chọn là năm hay là anh chị có thể đưa vào trong tháng cũng được. Anh chị ví dụ như là cái này thời gian sử dụng của anh chị là 5 năm mà anh chị muốn quy đổi ra tháng, tính theo tháng hay tính theo năm thì cứ tùy bên đơn vị bên mình sẽ chọn nha anh chị. Cái này em ví dụ em tính theo tháng thì 5 năm em sẽ quy đổi ra là được 60 tháng. Rồi ở đây nó sẽ có cái phần thông tin nó đã tự chia ra cho mình các cái tỷ lệ phần trăm là và cái phần khấu hao tháng ở đây rồi ạ. Thì anh chị sẽ kiểm tra lại thôi. Và tiếp theo là mình sẽ sang cái bước 3 là cái thiết lập phân bổ này. Và cái đối tượng phân bổ của mình là cái dự án hàng chui là cái đơn vị sử dụng lúc nãy anh chị chọn bên phần thông tin chung. Đây tỷ lệ phân bổ phần trăm, nếu mà anh chị có nhiều đơn vị sử dụng cái máy này á, thì có thể chọn thêm cái dòng thứ hai ở phía dưới này và mình sẽ chia cái tỷ lệ phân bổ ra ra cho đều nhau. Ví dụ như anh chị sẽ có thêm một cái đơn vị nữa, anh chị sẽ chia ra miễn sao cho cái tổng của cái tỷ lệ phân bổ này nó sẽ là 100% là được. Ví dụ như ở trên đây ngàn trưa là 60% là và phía dưới này là 40%, thì anh chị sẽ điền đầy đủ các thông tin nhé. Và mình lưu ý giúp em là sẽ chọn phần tài khoản chi phí ở đây nữa. Thì ví dụ như là em chọn một cái đối tượng phân bổ thôi, anh chị có thể chọn cái tài khoản chi phí ở phía dưới. Rồi sau đó chị sẽ bấm tiếp theo sang cái bước thứ tư này là mình sẽ chọn cái nguồn gốc hình thành. Nguồn gốc hình thành này thì anh chị sẽ chọn mới. Nếu mà anh chị có cái phần xuất kho sử dụng thì có thể chọn tương ứng giúp em nhé. Thì mình sẽ chọn mua mới. Và anh chị sẽ bấm chọn chứng từ ở đây. Và mình sẽ chọn đến cái phiếu mà mình vừa lập lúc nãy. Này nó sẽ hiển thị lên cho anh chị dựa theo cái tài khoản mà 2112 này của anh chị định khoản lúc nãy. Rồi anh chị sẽ tích vào trong cái ô này để mình lấy lên trên cái danh sách của cái tài sản cố định này. Được rồi. Thì ở đây anh chị kiểm tra lại. Còn đối với các cái bước 5 là một phần có thành hay là dụng cụ phụ kèm theo thì anh chị có thể thêm cũng được hoặc là không thêm cũng được. Mình có thể làm như thế nào để mình có thể giao diện chi tiết được cái mã là được anh chị.
Khi mà khai báo xong, anh chị sẽ bắt đầu bấm ghi tăng và được nhân viên. Dạ rồi, thì bây giờ là ở trên các tab ghi tăng này, anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái mã ghi tăng tương ứng ở đây ạ. Đây, ngày ghi tăng là của mình 1/1/2018. Mã tài sản nó đã có ghi sẵn luôn. Dạ rồi, khi mà anh chị nhờ lập xong cái mã này xong rồi, và tiếp theo là ví dụ như là ở cuối tháng anh chị sẽ bắt đầu tính khấu hao cho nó, anh chị sẽ vào sang cái tab là tính khấu hao bên này ạ. Hoặc là có thể bấm trực tiếp ở trên đây. Nếu mà anh chị muốn xem được cái danh sách của tính khấu hao với trong kỳ thì tính được bao nhiêu đó, thì có thể sang cái tab này mình sẽ thể hiện lên được cái danh sách. Bằng cách anh chị có thể chọn cái kỳ khoảng thời gian nhé, anh chị bấm tất cả. Thì nếu mà chưa có thì mình chưa có lập. Rồi tiếp theo, để mà lập được cái phần bảng tính khấu hao này, anh chị sẽ bấm thêm. Và ở trên đây nó sẽ có phần chọn kỳ tính, anh chị sẽ chọn giúp em tương ứng theo từng tháng. Và theo cái sẽ có cái phần thứ tự là anh chị sẽ tính từ tháng 1 đến cái tháng 12 theo thứ tự tăng dần. Rồi, em sẽ ví dụ như đây. Anh chị sẽ kiểm tra một số thông tin. Và mình sẽ xem cái đây cái cậu bánh xích của anh chị nữa, lúc này nó cũng đã lên luôn ở trên cái phần tính khấu hao này rồi nhé. Và ở trên cái phần bảng tính khấu hao này anh chị sẽ xem được cái phân bổ cho cái đơn vị nào và nó hạch toán ra sao, nó sẽ có cái phần khá là chi tiết và cụ thể ở đây nha. Rồi khi mà anh chị chọn, anh chị sẽ bấm kết. Nếu mà những cái này mà anh chị có theo dõi, mà anh chị có theo dõi thì anh chị sẽ lướt vào ở trên đây và mình sẽ tích chọn tương ứng ở cái phía sau mà theo công trình vụ việc nào, anh chị sẽ chọn đến cái công trình đó. Còn nếu mà anh chị muốn bỏ qua luôn, muốn không theo dõi theo cái công trình thì có thể là mình bỏ qua luôn, mình sẽ chọn Z để ghi sổ luôn. Còn nếu mà không thì bấm No và anh chị sẽ quay sang bên cái phân bổ này. Những cái nào mà có thể là liên quan đến cái 6424 này, anh chị có thể chọn cái đơn vị. Để em xem nhỏ lên cho anh chị xem. Chị sẽ bấm sửa nên mình mới sửa được nhé. Anh chị sẽ chọn những cái nào mà nó có cái loại là công trình để mình có thể là mình là, tại nếu mà cái tài khoản nó là theo dõi theo như vậy thì chị sẽ chọn tương ứng như thế để mình có thể là mình dễ tập hợp. Còn nếu không thì anh chị sẽ bấm cấp luôn, mình bấm dứt luôn thì để cho nó ghi sổ luôn. Thì tương tự như cái tháng 2, tháng 3 cũng vậy, anh chị sẽ lập tương ứng giúp em. Và em sẽ có một cái trường hợp ví dụ như trong khi mà anh chị lập xong rồi, anh chị có ghi tăng thêm một số mã nữa, và trong khi đó anh chị đã tính khấu hao đến tháng 3 và anh chị mới bắt đầu ghi tăng một cái mã của tháng 2, sau đó là anh chị muốn xóa lại, muốn xóa cái tính khấu hao của tháng 2 để anh chị có thể lấy tính lại cái tháng 2 cho nó lên được cái mã anh chị mới vừa ghi tăng á. Và ở đây khi mà anh chị bấm xóa cái chứng từ, em ví dụ như một mã này, anh chị bấm xóa, bấm vào dòng này, bấm xóa trên này, nó sẽ cảnh báo cho mình một cái bảng là số chứng từ này không thành công. Anh chị có thể xem chi tiết, tại vì là ở đây nó sẽ có, trong cái trường hợp này nó khi mà xem chi tiết nó không có hiển thị lên và anh chị không biết nguyên nhân vì sao. Và anh chị sẽ lưu ý giúp em, đối với như những cái tính khấu hao hay là phân bổ đối với công cụ dụng cụ hay là chi phí trả trước luôn, thì cái phần mà tính khấu hao hay tính phân bổ này, khi mà anh chị tính đó, là mình sẽ tính từ tháng 1 đến tháng 12, nhưng mà khi anh chị xóa thì anh chị sẽ xóa ngược lại từ cái tháng cao nhất đến cái tháng thấp nhất, là từ tháng 12 quay ngược lại tháng 1. Thì ở đây anh chị sẽ xóa cái tháng 3 này trước và mình có thể là mình xóa từ từ. Ví dụ chị sẽ bỏ ghi nha, anh chị sẽ xóa tháng 3 thì lúc này nó sẽ xóa được. Ví dụ như anh chị bỏ ghi ở đây tháng 2 chưa xóa mà anh chị muốn xóa tháng 1 đi nha, anh chị sẽ bỏ ghi, nó sẽ báo cái lỗi như thế này. Rồi, mình sẽ xóa lại cái từ tháng 2 bằng cách bỏ ghi và bấm xóa tương ứng, là lúc này nó sẽ xóa được nha anh chị ha. Dạ, còn đối với cái này là đối với cách tài sản cố định ạ. Còn đối với bên phần công cụ dụng cụ thì anh chị cũng làm tương tự như cái cách ghi tăng của bên tài sản cố định. Thì bên phần công cụ dụng cụ này nó sẽ có các trường hợp là anh chị sẽ vào đây giúp em, mình có thể vào ghi tăng này. Ở cái đây nó cũng giống như bên cái tài sản cố định là anh chị có số dư đầu kỳ này, và anh chị muốn khai báo số dư đầu kỳ thì mình sẽ chọn tương ứng ở đây.
Dạ rồi, thì bây giờ để mà mình ghi tăng thì em có một cái mã đó là máy hàng. Cái máy hàng thì anh chị ví dụ như là sẽ có chia ra rất nhiều trường hợp. Thì em sẽ vào bên cái phần giúp này để anh chị có thể xem cách ghi tăng như thế nào. Đây, ở đây nó sẽ có một số anh chị khi mà bấm F1 hay là bấm giúp ở trên cái màn hình đó, nó sẽ có cái phần này, chia tách ghi tăng này, có thể thực hiện các chức năng này, có ghi tăng hàng loạt công cụ dụng cụ, hay là anh chị muốn xem là mua cái công cụ dụng cụ đưa vào sử dụng ngay thì mình lập như thế nào, và về nhập kho rồi sau đó xuất ra thì đưa vào như thế nào. Có thể là mình sẽ xem tương ứng ở cái những cái phần chi tiết ở phía dưới này nha anh chị. Thì em sẽ mở lên cái phần chi tiết cho anh chị công cụ dụng cụ. Nếu mà anh chị mua vào sử dụng ngay thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn cho anh chị ở đây rồi. Thì mình sẽ lập bên phiếu phân hệ quỹ, phân hệ ngân hàng hay là phân hệ tổng hợp, là mình sẽ định khoản 242. Đây, nó sẽ có một cái bảng chứng từ như thế này, 342 và có 331. Còn đối với cái trường hợp mà cái này thì nó cũng giống như tương tự như cách ghi tăng của cái tài sản cố định, nhưng mà nó khác cái tài khoản mà nợ 242 nha anh chị. Còn đối với cái trường hợp anh chị có cái về cái phần nhập kho, và anh chị xuất cái kho đó ra, đây, mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, thì lúc đầu khi anh chị mua về anh chị vào nợ của 153 này, cái này là anh chị sẽ làm bên phân hệ mua hàng và sau đó là sang bên phần xuất kho, và nó sẽ có cái phần hướng dẫn. Khi mà anh chị mua về anh chị đưa vào trong cái mục 531 và có của 331, và khi xuất kho anh chị sẽ xuất chọn cái phiếu xuất, đây là xuất khác, và đưa vào xuất sử dụng. Thì lúc này anh chị có thể đưa thẳng, nếu mà phân bổ một lần thì mình có thể đưa vào trong cái tài khoản chi phí nợ của tài khoản L6 là 641, 642. Còn nếu mà anh chị đưa vào phân bổ nhiều lần thì anh chị sẽ đưa thẳng vào trong 242 nhé, để cho khi mà anh chị chọn lên cái nguồn gốc hình thành nó sẽ lên cái chứng từ này. Thì cái này là đối với trường hợp chị xuất, thì anh chị cũng có thể bấm cái phím F1 đó, để có thể là mình sẽ tìm được cái phần hướng dẫn này. Còn thì ở đây em sẽ ví dụ như em sẽ vào bên cái phân hệ tổng hợp, em lập một cái chứng từ em đưa về em sử dụng ngay luôn, em không nhập kho, em sẽ thêm một chứng từ mua mấy hàng thì sử dụng ngay. Vào cái này là mình mua vào ngày 5 tháng 2 2018, và anh chị sẽ định khoản nợ 242, và có ví dụ như là anh chị mua về, mà anh chị chưa có trả tiền thì mình sẽ nợ của 331, và số tiền ở đây mua về là em sẽ mua là 16,5 triệu. Anh chị cũng có thể đưa, ví dụ như anh chị đưa vào trong cái dự án nào thì có thể đưa chọn vào dự án đó giúp em nhé, và sẽ anh chị sẽ định khoản thêm giúp em một cái dòng thuế ở phía dưới nữa, nếu mà có cái khoản thuế nha anh chị, là 1,6 triệu. Rồi, phần thuế đây chị sẽ chọn phần trăm, một số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn nhất đó. Rồi, khi bây giờ em đã làm xong, em sẽ bắt đầu bấm kích. Này, đây đã đang thiếu nhà cung cấp nên chị tài khoản 331 nó theo dõi nhà cung cấp, thì chị sẽ bấm sửa lại và chọn bên các phần hạch toán này. 331 mình đang nằm bên có thì mình chọn cái đối tượng mình có. Khi mà anh chị chọn xong rồi mình sẽ bắt đầu bấm cắt. Rồi em sẽ bấm lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công cụ dụng cụ mình ghi tăng. Vậy sang tác ghi tăng nhé. Mình bấm thêm. Và đây số chứng từ anh chị vừa có để cho nó phần mềm nó sẽ tự động nhảy. Và anh chị sẽ khai báo cái này mà mình bắt đầu ghi tăng
2007 mã là đó chính là cái máy máy hàng. Ở đây thì nếu mà có tập hợp cái loại công cụ dụng cụ thì sẽ chọn giúp em hoặc có thể thêm mới hay nhé. Và lý do khi tăng là mua mới. Vì tính theo số lượng, nếu mà chị mua 2 hoặc là 10 cái thì có thể nhập tương ứng ở đây luôn ạ. Để đây em sẽ mua một cái với đơn giá là 16 triệu rưỡi. Và số kỳ phân bổ, anh chị lưu ý những cái phần sau này mình nhớ điền nhé. Số kỳ phân bổ này em sẽ phân bổ trong 12 lần là 1 năm. Ok, rồi nó sẽ tự động nó chia đều ra cho em ở cái số tiền này cho anh chị. Thì khoảng chờ phân bổ là sẽ đưa vào 242. Nhưng mà trong trường hợp mà trong khoảng thời gian nào mà anh chị không có muốn phân bổ nó thì có thể tích chọn vào phần ngừng phân bổ này. Rồi khi mà anh chị chọn xong cái mã đơn vị này, anh chị sẽ chọn tương ứng. Ví dụ như là cái này cũng nghe bên nghe dự án hàng trưa thì anh chị sẽ chọn tương ứng ở đây cái tên đơn vị của mình. Số lượng thì mình, nếu mà ở đây có số lượng là 2 thì anh chị sẽ nhập ví dụ như là bên cái dự án này anh chị đưa dùng một cái và dự án khác mình dùng một cái thì mình sẽ chọn như hai dòng nha anh chị. Và đến bước tiếp theo là cách thức là phân bổ. Nếu hai dòng thì anh chị có thể chia ra tỷ lệ phân bổ của các dự án nào là nhiều hơn hay là ít hơn, hay là phần số phần trăm là bao nhiêu thì mình sẽ nhập tương ứng. Và tài khoản chi phí thì sẽ chọn giúp em tương ứng ở đây luôn ạ. Ví dụ như cái tài khoản chi phí này anh chị sẽ đưa vào trong cái tài khoản 6273 cái số dụng cụ. Rồi, đến phần mô tả chi tiết nếu có thì anh chị có thể nhập vào tự nhập vào đây. Và đến cái bước thứ tư, cái bước này là anh chị sẽ chọn đến cái chứng từ mà anh chị vừa lập bên chứng từ nghiệp vụ khác nãy. Mình sẽ bấm chọn ở đây. Và em sẽ chọn cái khoảng thời gian lấy dữ liệu. Nó sẽ có như là mua máy hàng và sử dụng, anh chị sẽ xem là cái số tiền nào đúng với bên mình. Cho đây là 16 triệu rưỡi thì nó đúng với cái bên mình, thì mình sẽ tích chọn vào cái chứng từ đó. Rồi bây giờ là hai cái này nó đã bằng nhau rồi, anh chị sẽ bắt đầu bấm ghi tăng nhé. Rồi, đây là mình đã ghi tăng được cái mã máy hàng. Và ở phía trên này khi mà anh chị ghi tăng ha, cứ hàng tháng thì anh chị sẽ bấm vào bên phân bổ chi phí này. Và mình cũng làm tương tự như bên cái phần tính, giống như cái phần tính khấu hao của tài sản cố định đó anh chị. Anh chị sẽ bấm thêm. Và mình sẽ chọn tháng 1. Tính theo qua từ bé đến tháng lớn dần là từ tháng 1 đến tháng 12. Rồi, anh chị sẽ kiểm tra các cái khoản. Thì tháng 1 này do là cái mã máy hàng đó nó được ghi tăng từ tháng 2 nên ở trên tháng 1 này nó sẽ không có, nó chỉ có những cái mã mà của đầu kỳ của anh chị còn cái phần mà phân bổ thì nó sẽ còn trên đây. Thì tương tự như anh chị sẽ lập tiếp tháng 2 đi ạ. Tháng 2 này. Rồi lúc này ở trên đây cái máy hàng của anh chị nó mới bắt đầu nó thể hiện lên. Và ở trên cái chứng từ này cũng có thể anh chị sẽ chọn lại được cái đơn vị để phân bổ nó, một cách mình sẽ chọn ở trên cái đối tượng này. Ví dụ như ở trong tháng đó, chỉ riêng mỗi tháng đó thôi thì anh chị sẽ có thể chọn tương ứng trên đây, xác định trên này. Và mình sẽ có thể kiểm tra được cái phần hạch toán bên cái phía bên các cái tab như thế này ạ. Và khi mà kiểm tra xong anh chị sẽ bắt đầu đóng khách. Đây, em sẽ đóng lại. Thế thì tương tự anh chị có thể lập các cái tháng và xóa, mình sẽ xóa từ cái tháng lớn nhất đến cái tháng nhỏ nhất. Và anh chị lưu ý mình nhớ nạp cái khoảng thời gian này để mình có thể kiểm tra được đầy đủ hơn nhé. Thì đây là đối với bên cái phần công cụ dụng cụ. Và trường hợp anh chị muốn ghi tăng bên chi phí trả trước thì mình sẽ vào bên nghiệp vụ và vào tổng hợp, chọn bên chi phí trả trước, sau đó vào danh sách chi phí trả trước. Thì bên đây là em có một số cái mã đầu kỳ rồi. Đây cái mã đầu kỳ này thì anh chị muốn ghi tăng á, mình có thể chọn thêm bên cái phía trên cùng này nó sẽ có là chi phí trả trước. Chị sẽ thích chọn ở đây và mình cũng khai báo tương tự như cái mã công cụ dụng cụ luôn ạ. Và anh chị sẽ lưu ý mình sẽ có một cái chứng từ, đó là chứng từ mua cái chi phí này về. Thì ví dụ như ở đây em sẽ có, anh chị cũng có thể lập bên quỹ ngân hàng hay là bên phân hàng tổng hợp cũng được luôn nhé. Em sẽ lập một cái chứng từ ủy nhiệm chi. Rồi, tài khoản
nhận thì chị có thể chọn tương ứng. Và cái này là em sẽ mua cái, em sẽ chi ra cái cho cái phần phí sửa chữa xe ô tô. Và ở đây là của ngày em sẽ chọn cái ngày 20 tháng 2 2010. Chi phí sửa chữa xe ô tô, ví dụ như thế anh chị. Và anh chị sẽ điện thoại đưa vào cho 242. Mà cái này em sẽ nhập làm 135 triệu. Nếu có thuế thì anh chị sẽ làm thêm một dòng thuế tương tự như bên cái công cụ dụng cụ hay tài sản cố định. Mình sẽ làm thêm một cái dòng thuế vào bên cái tắc thuế này. Và khi mình chị lập xong, mình sẽ kiểm tra. Ví dụ như cái này là em sẽ đưa vào trong phòng hành chính đi nhé. Và em sẽ chọn tự ứng ở đây, anh chị bấm kết. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào bên nghiệp vụ và mình bắt đầu mình ghi tăng cái chi phí chạy trước đó. Mình sẽ vào chi phí chạy trước và nhập ví dụ như là phí sửa chữa. Và anh chị có thể ghi ở đây để mình sẽ dễ phân biệt. Và ngày ghi nhận là sẽ là ngày 20 tháng 2 2018. Số tiền anh chị sẽ nhập đúng với cái số mà anh chị đi mua cái khoản chi phí đó về. Và số kỳ phân bổ ở đây em sẽ được phân bổ vào trong 50 kỳ. Đây, em sẽ tự động chia cái số tiền phân bổ hàng kỳ ra cho anh chị luôn ạ. Và khi mà anh chị chọn xong ở cái bước này và bước tiếp theo là đối tượng phân bổ, chị sẽ chọn đến cái loại là loại đơn vị của bên mình đang cần phân bổ. Em sẽ chọn là phòng hành chính tổng hợp này và tỷ lệ em sẽ nhập 100%. Tài khoản chi phí thì anh chị cũng có thể là nhập các tài khoản tương ứng. Có ví dụ như là cái tài khoản dịch vụ như vận vô ngoài thì 6427 thì sẽ nhập tương ứng ở đây ạ. Và bước tiếp theo đó là cái tab thứ hai là tập hợp chứng từ. Anh chị sẽ chọn cái chứng từ mà anh chị vừa ghi vừa mua cái chi phí đó về. Sẽ chọn là năm nay. Cái dữ liệu ở đây chị sẽ thấy đấy, cái phần diễn giải lúc này em nhập là chi phí sửa chữa xe ô tô với đúng số tiền là 135 triệu. Và chị sẽ tích chọn vào trong cái dòng đó và bấm đồng ý. Rồi thì ở đây mình đã tập hợp lên được cái chứng từ này rồi ạ. Và anh chị sẽ kiểm tra là thông tin đã đầy đủ chưa và mình sẽ bấm cấp. Và tương tự ở trên này thì để mà anh chị muốn phân bổ nó theo hàng kỳ á, thì anh chị sẽ vào giúp em bên nghiệp vụ và vào lại bên tổng hợp, chọn là phần chi phí chạy trước và bên phân bổ chi phí chạy trước. Thì ở bên đây anh chị lưu ý giúp em, mình sẽ chọn cái khoảng thời gian là mình xem mình đã lập cái tháng nó chưa. Nếu mà chưa thì anh chị sẽ bắt đầu thêm ở đây giúp em rồi. Và mình sẽ bắt đầu lập từ tháng 1. Đồng ý. Thì lúc này cái này trên đây do cái đó em phân bổ tháng 2 nên nó sẽ không có hiển thị đến tháng 1 này. Thì có kiểm tra và lập tương tự như cái phần tính khấu hao hay là phần phân bổ của cụ dụng cụ ở cái lúc nãy em hướng dẫn ạ. Và cách xóa cũng phải xóa theo cái tháng mà mình lập cao dần đến các tháng thấp dần. Đây bây giờ cái phí sửa chữa của mình đã được hiển thị lên ở trên này rồi ạ. Và anh chị sẽ bấm cách. Thì anh chị cứ lập tương tự các cái phần này và giúp em nhé anh chị. Và khi mà anh chị lập xong như các cái phần mà anh chị đã tính được đi tăng được tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí chạy trước, hay là mình đã tính phân bổ hay tính khấu hao xong rồi, anh chị muốn kiểm tra xem cái báo cáo nào phù hợp với bên đơn vị mình thì anh chị sẽ sang giúp em bên cái tab báo cáo này nhé. Bên phần báo cáo này thì đối với công cụ dụng cụ thì anh chị sẽ sang bên cái phương hệ công cụ dụng cụ để mình kiểm tra bằng cách bấm vào dấu cộng. Thì ở đây nó sẽ có bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ. Anh chị có thể bấm vào dòng này để mình xem cái báo cáo mẫu này nó như thế nào thì mình có thể em sẽ dễ dàng kiểm tra hơn. Còn đối với như sổ theo dõi công cụ dụng cụ thì nó sẽ có hiển thị lên cho mình. Chị cũng có thể tích đôi vào chọn khoảng thời gian rồi mình sẽ bấm đồng ý. Nó sẽ hiển thị lên cho anh chị những cái chứng từ và phân bổ trong kỳ là bao nhiêu hay và giá trị còn lại là bao nhiêu. Nó sẽ hiển thị lên cho anh chị khá là đầy đủ luôn ạ. Thì anh chị cũng có thể xem theo các cái báo cáo nào nó phù hợp với bên đơn vị mình thì mình chọn thôi nhé.
Còn đối như là bên tài sản cố định thì chị có thể bấm vào trong cái phần tài sản cố định, nó sẽ có như sổ tài sản cố định hai loại. Chị xem cái loại nào phù hợp với bên đơn vị mình thì mình sẽ tích chọn lên để xem. Và nó có cả thẻ tài sản cố định luôn ạ. Đây, nó sẽ hiển thị lên. Anh chị cũng có thể in ở trên bằng cách copy in ở trên này ạ. Thì in thì mình muốn điền một số cái thông tin in như thế nào thì mình sẽ tiếp chọn ở đây. Và anh chị sẽ lưu ý để in theo khớp với cái mẫu giấy, khổ giấy của mình, thì anh chị nhớ chọn cái khổ giấy là tương ứng này A4 ngang, A4 dọc hay là A3 ngang, A3 dọc ở đây nhé. Thì để cho phần mềm nó sẽ xác định được khổ giấy thì nó in sẽ không bị thiếu cột. Anh chị có thể chọn tương ứng. Khi chọn ở trên đây nó sẽ có cái lên cái bảng cho mình. Đây. Mình chỉ có thể in trực tiếp vào giấy hoặc là xuất ra Excel ở đây. Và anh chị thắc mắc là vậy là chi phí trả trước mình sẽ xem như thế nào, thì anh chị cũng vào đúng với em bên phân hệ tổng hợp luôn nhé. Phân hệ tổng hợp này và kéo xuống cái báo cáo cuối cùng ở dưới, hai cái báo cáo cuối cùng ở phía dưới này nó sẽ có như là tình hình phân bổ chi phí trả trước và bảng tính phân bổ chi phí trả trước, thì anh chị có thể xem được hai báo cáo này đối với bên phần chi phí này. Đây mình sẽ click đôi vào năm nay rồi nó sẽ hiển thị cho anh chị những cái mã chi phí trả trước mà anh chị có tính ở trong kỳ. Đây, số tiền còn lại là bao nhiêu sẽ hiển thị đầy đủ cho mình không ạ. Thì tương tự anh chị cũng có thể kiểm tra giúp em các cái báo cáo này cũng phù hợp với theo từng cái phân hệ nha anh chị. Dạ kính thưa anh chị, là vừa rồi em đã hướng dẫn qua cho mình cách khai báo tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và xem một số cái báo cáo liên quan. Thì anh chị có vướng mắc ở bước nào có thể trao đổi giúp em với bình luận ở phía dưới thì mình em sẽ phản hồi lại cho anh chị nhé. Và em xin hướng dẫn cho mình, anh chị cũng có thể là vào muốn xem được các cái ca livestream tiếp theo của em là ca nào thì anh chị có thể vào giúp em bên trang web là forum.misa.com.vn. Thì khi mà anh chị vào đây, nếu như anh chị vào nó sẽ như thế này nhé, và anh chị sẽ lựa chọn giúp em bên cái lịch livestream hỗ trợ các sản phẩm. Anh chị sẽ chọn giúp em lịch livestream trên YouTube. Và ở đây nó sẽ có các cái ca theo từng ngày và em sẽ livestream ở cái chủ đề nào, thì anh chị có thể là mình xem cái ca này và có thể là mình sẽ đón xem ở cái khoảng thời gian nào, thì kính mong anh chị sẽ đón xem và theo dõi cái những cái ca livestream tiếp theo của em luôn nhé. Dạ em xin kính chào anh chị và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị. Chào tạm biệt anh chị.